Đây là bệnh viện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới ở Ấn Độ. Gần 30 năm qua, tàu Lifeline Express đã lăn bánh để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân nghèo hay người dân vùng xa xôi hẻo lánh. Dự án Lila Express bắt đầu từ năm 1991. Đến nay, chúng tôi đã thực hiện khoảng 130.000 ca phẫu thuật và giúp đỡ cho hơn 1 triệu người dân Ấn Độ trên khắp cả nước. Tại quốc gia chỉ dành 1% GDP cho y tế công, thì chuyến tàu này đã thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáng kể. Mọi dịch vụ y tế, ngay cả phẫu thuật hở hàm ếch đều được miễn phí. Cháu của tôi bị hở hàm ếch bẩm sinh. Tôi lo rằng chúng tôi sẽ phải đi xa để điều trị cho cháu và tốn rất nhiều tiền. Nhưng thật may mắn là chuyến tàu này đã đến với chúng tôi. Đoàn tàu này thông thường sẽ dừng lại ở một quận trong vòng một tháng, sau đó sẽ di chuyển đến nơi khác. Ban đầu bệnh viện tàu hỏa này chỉ có 3 toa, nhưng con số này đã tăng lên 7, bao gồm cả một trung tâm điều trị ung thư. Mọi dịch vụ y tế trên tàu đều do các bác sĩ và chuyên gia y tế tình nguyện thực hiện.